Xin kính thưa chư quý vị, anh em đạo Tâm Văn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta là môn đệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thầy của mình. Đồ đệ trong cái môn đệ đó, trong cái phái đó. Nhưng mà mình đừng có vịnh cái gốc Hòa Hảo mà mình làm này làm kia, không. Mình nắm cái gốc Hòa Hảo này để mình làm lên, có nghĩa là nó sẽ sanh nảy những điều tốt, cũng như cái cây mà mọc rễ vậy. Mình làm sao mà cái đạo Phật giáo nó có những cái tược, những cái lá, những cái cành, những cái trái, những cái hoa rất tốt đẹp. Đó thì thầy ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, hay là thầy đã về ẩn dạng nơi đâu trong cái thời kỳ mạng, thì mình vui lắm. Vui chờ đợi câu trả lời của tất cả các vị học trò mà tu theo Ngài lập thành giáo đạo Phật giáo. Chứ không phải là mình mượn cái đường, mượn cái tên, mượn cái hẻm, mượn cái ngõ, mình đi rồi mình bôi xóa, không có. Nhờ cô này, nhờ bà này, nhờ ông kia, nhờ chị nó chỉ cho tôi biết cái hẻm số 28 này, tôi tìm ra được người thân của tôi. Nhờ Đức Thầy, nhờ Phật Thầy, nhờ tất cả các cấp phái Bửu Sơn Kỳ Hương họp lại để lo cho chúng ta. Lo chúng ta nhiều nỗi lắm, lo tâm linh, về chân tâm, đạo nhân tốt đẹp. Mà mình vô tình mình phủ phàng. Lời nói của họ đã về rồi, họ trở xuống rất khó khăn. Biết bao nhiêu các vị Phật để hội lại, để cử, để xứ, để có, để xuống cái trần gian này một lần thứ chót của Ngài Mạt Hạ. Mình nấu cơm ăn đó, và mình từ dưới kia lên đây còn khó, mà huống gì mình gặp được tất cả các bậc thánh nhân, tiền nhân, Phật nhân. Là mình gặp một ánh đuốc, như vô tình mình đem ánh đuốc đó mình dục bỏ. Đây là bình luận chứ chưa dám kết luận. Vì tất cả chúng sanh là trời, là Phật, là tiên, thánh, thần. Mà chúng sanh lúc bấy giờ cũng là không thể diễn tả được. Trong cái màn lớp cuối cùng chúng ta, thì Đức Ngài cho mình biết rằng chủ đề của đời nói bần sĩ hôm nay là chỉ sống một ngày. Mình nói để còn sống một, không có còn, mà để chỉ sống một ngày. Thầy chỉ cho mình sống một ngày, chứ đâu có nói còn. Có một ngày thôi, thì ráng mà tiếp thu đó. Nghe ở đây nó cũng không bằng nghe trong cái lò và cái não và cái kho tàng của mình ở bên trong đó, nó rót rỉ để đó để hàm chứa. Đừng khi bất thối lưỡng nan, khi bị cái gì, hoặc là hàng ngày cái lò đó nó vẫn có lửa, nó có lửa để nó nung đúc cái dao để mình rèn chui ra thành cái dao bén. Cái lò lửa đó là cái lò lửa của tâm linh của mình. Tại sao thầy nói dập tắt? Không dập tắt được, vì ai cũng có đất, nước, lửa, sự sống, gió phải có, không khí nếu không có không được. Chúng ta kiểm tra xa quá, một tháng là một tuần là, nhưng ngay bây giờ chúng ta kiểm tra chỉ có một ngày thôi. Rốt ráo, từ từ đi, rốt ráo lại. Một ngày này trời biển lắm đó, trời đất lắm đó, có trời đất. Một ngày này có thần tiên Phật bảo chứng cho mình từng lời nói, cái ăn, cái nói, cái làm, cái mặc, cái đối xử, đối nhân xử thế. Đó, mình thấy trong một ngày thôi. Giờ tới tầy rồi, một ngày đó con không đi đâu hết, con sợ quá, con tu. Trong một ngày đấy, nếu mà con sợ vậy thì con ngồi đó con nhóm bếp lửa ở trong cái lò tâm linh con đó, để con trui rèn những cái mà mình nó còn cứng, nó không mềm. nó còn cọc mọc thì mình trui, mình đập nó ra thành cái dao nhỏ, hoặc là mình đốt miếng rác, hoặc mình đốt cây sắt mà nó mục mạc mà nó còn nằm ở trong đó, nó cọc cằn, nó làm cho mình phải cái thanh khí của mình đó, cái thanh khí quản của mình đó, nó làm cho mình là bãi sáng đốt cháy rồi đưa ra bỏ. Đó là giờ tu của mình. Thì chỉ có một ngày Phật thầy nói mới sợ. Chứ còn chúng sanh bây giờ cứng lắm, chúng sanh bây giờ mềm lắm, chúng sanh bây giờ vui lắm, chúng sanh bây giờ buồn lắm, rồi chúng sanh bây giờ sợ lắm, và chúng sanh bây giờ không sợ lắm. Nghe cho rõ những cái câu này trong mùa Vu Lan tháng 7. Nói về thầy trò của mình là bần sĩ vô danh, không có giá trị để đưa lên trên mặt thế hệ và tán tụng biểu dương, không có xứng đáng. Vì học trò quần cùi áo cục, thầy áo cục quần cùi. Để chi? Để chí thú vào việc làm của mình, để sự sống hàng ngày có cơm, có rau, có muối, có đồng tiền để mình nuôi vợ nuôi con. Họ cũng là thần thánh tiên Phật vậy. Họ vợ con của mình, họ chồng con của mình, tại sao mình hất hụi? Mình được đi làm về, mình được làm được, mình có sức mạnh thì cái người đàn bà họ sinh nở ra thấy cực khổ hơn bao giờ. Đức Phật còn nói mà, như cái biển đi có một mình thôi. Đó là cái quan tâm tới đời sống. Chỉ có một ngày thôi mà mình đã ngộ, mình đã hiểu hết. Như thế thì dạy nay 40 năm, bao la. Nhưng mà rốt cuộc lại rồi chỉ có một. Đó, như thế thì mình phải ráng cố gắng làm bằng cách nào để cho vui. Vui là mát. Sần sượng, la lối cọc cằn lên thì nóng. Nhưng chúng ta còn chất nóng, nhưng mình biết cách sử dụng chất nóng đó. Đừng để lửa nó cháy lan ra, nó sẽ cháy phạm vào nhà, cửa, quần, áo, đồ vật của mọi người, hoặc là ranh giới của người ta. Đồng đạo nghe có đúng không ạ? Đúng thì ráng cố gắng nha. Chính trong hàng ngày mình được tự do. Sáng tới chiều nó mau quá mà nó kết thúc, sao mình không biết. Rồi trong cái chỉ có một ngày này mình chết rồi nữa đó, mình không hay nữa. Một ngày nhưng mà chỉ có một khắc về mình đã chết rồi, thì nó sẽ cướp mất đi cái một ngày đó còn dài nha. Chỉ một khắc mình chết thôi. Thì cái đó là một cái nguồn an ủi nhất, là chỉ có một ngày thôi. Các ngài đã uyển chuyển thay đổi cái sự mới mẻ cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không có hiểu. Cứ tìm những cái bài bổn của ngài mà mình còn đang học dở lòng đó. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp này kia. Bữa nay mình đến thạc sĩ rồi, cử nhân rồi, tiến sĩ rồi, đi chu du cho nước khác học rồi. Sao mình không có tri lục bổn bài đó, mà mình lại đem lại cái bài hồi xưa mà mình đã học, còn để tủ để đó đi để mình ôn lại. Khi còn nhỏ ta đã học bài này, vẫn còn để. Bước đầu tiên đi tu hành cũng vậy. Vì mình không có vô cái cửa thuyền môn, có nghĩa là không có vô chùa, thì mình không có thấy nó khoanh dùng cái chùa, mình không có sợ. Chứ khi phát nguyện mà theo Phật giáo rồi thì cái chùa đó nó rộng bao la. Nó rộng bao la, cả khung trời cả. Cái chùa của Phật giáo, chùa không có tên đó. Mà cái chùa đó không có cửa. Sao vô thầy? Cái cửa chùa đó là cái cửa khẩu của mình nè. Nè, mình mở ra để mình vô cái chùa của mình. Kết thúc hôm nay mùa Vu Lan tháng 7 thì cái di tích của Đại Đức Mục Kiền Liên để lại cho mình thấy được. Nhờ cái quyển này, nhờ cuốn kinh này báo hiếu thì mình cũng có chiêu tập được và nghe theo được mà học được. Nhưng có được không? Mình hỏi là mình có được không? Được thì mình cứ kết tập thành bại. Vừa trì, vừa hành, vừa làm đúng, vừa tu, vừa đáp nghĩa hiếu hành cha mẹ. Bưng chén cơm chưa? Rót mấy nước cha mẹ lại đưa nặng. Nước nào má uống đi, không để vậy được. Để xuống đàng hoàng. Uống nước má. Mẹ uống nước. Thấy không? Trả lời một câu là mình có hiếu hay không có hiếu. Ra người kia rủ mua bán mà chật ngọt quá. Lên hơn 10.000, 100.000. Con nhớ mùa Vũ Lan báo hiếu cho mẹ. Nói trong tâm, bán người ta đi. Chị lấy đi. Chứ đừng nói tôi tụng kinh Du Lan rồi giờ tôi bán rẻ. Hay là tôi báo hiếu cha mẹ tôi. Nói báo hiếu mà không có hiếu. Không nói báo hiếu mà hình hiện thực tế mình đang làm. Mình đang đi, mình đang hành, mình đang gặt hái gieo trồng những cái hạt giống hiếu thảo. Bữa nay trên lộ trình này thầy nói chuyện nhiều hơn để cho quý vị nắm rõ. Như mình khắp bệnh đó. Xin kính thưa quý vị, bác sĩ lại nói cái bệnh này đem siêu âm. Mình sợ tốn tiền, siêu âm đi, nó ra bệnh. Rồi bác sĩ nói siêu âm không thấy, cái bệnh này phải đem CT, chụp MRI, nó mới lòi ra. Rồi trong cái chụp MRI đó nó phải có một cái mũi thuốc phản xạ lại, có nghĩa là nó thấy từ cái hột bụi. Thấy hết. Sao thầy hay vậy? Thầy có đi. Cái gì thầy cũng chạm hết, đừng lấy cái đó ra. Chứ không phải nói bên ngoài là bác sĩ, tôi đi bác sĩ rồi mà đi rồi tại sao cái bệnh chị còn, bệnh anh còn, bệnh con còn, bệnh cháu còn, y như vậy hả? Và thưa ngoại nội, con đã phát nguyện con đi theo Đại Đức Thiền Sư rồi. Con theo thầy Phật giáo bên đạo Bửu Sơn rồi. Ủa con đi rồi sao cái tật chứng con không cãi bỏ, con không chừa, sao con xấu vậy? Con phải tốt. Vì toàn tất cả các ngài thấy chúng sanh đang gieo hạt giống xấu, sầu khổ, đau thương, ganh ghét, tị hiềm. Cho nên ngài mới nói rằng bây giờ ngài mới cho mình biết rằng miếng ruộng phước điền của chúng ta ở bên trong. Ngài đặt ở ngoài đó chứ bên trong của mình hãy dọn dẹp để gieo lại hạt giống Bồ Đề, hạt giống Như Lai, hạt giống tốt thôi. Đó. Thì tại sao mình không có? Sống chỉ có một ngày, do nên mình đắc đạo, do nên mình còn hay mất hay tất cả do nên mình hết. Bây giờ quý vị không muốn đi thì đâu có đến tới đây. Ý muốn phải đại hùng, đại lực, phải bứt bỏ gia đình, phải có một cái trách nhiệm gì đó, mình phải đi tới liền rồi. Muốn về cảnh Tây Phương phải dọn mình, cực khổ, phải làm bằng cách nào về tới thôi. Rồi đi về Tây Phương, mình chơi với khách phàm phu này quá đó. Gặp chị này, chị hỏi thăm này cái nọ, họ hỏi thăm. Họ hỏi cái miệng của họ nè nha. Chứ hiện thực tế là họ không phải là như vậy. Nếu họ thương mình là một người bạn, họ không hỏi thăm mà họ đến họ thăm mình. Trong khi mình đang bệnh, bị nạn, bị tất cả mọi việc. Em bữa nay em đã nhín nhúc thời gian đến thăm chị nè. Đó là thiệt. Còn này hỏi thăm qua la đó, qua lá, hoa đàm nở rồi tàn đó không? Đó, như vậy thì con chịu cái nào? Chúng con chịu cái nào? Chịu cái thực tế đúng là mình làm, chứ không để nói mơ hồ sống nước nữa. Có hiểu không? Hiểu chưa? Đánh đổ cái bộ này nha. Ở gần thầy nè, ráng cố gắng nghe chưa? Mà để lu mờ là tại chúng con đó, ráng chịu à. Một, chúng con sáng như trăng. Hai, chúng con đã cuồng điên đó. Hai cái lối đó đó. Vì mình mê tu, mình làm tầm bậy, tẩu ngoại nhập ma. Nó tẩu có nghĩa là nó đào tạo mình ra, nó vô con người mình. Thì nói chung không nói riêng. Có hiểu không? Lời lẽ này đi suông nhưng ráng nghe từng câu nói. Rồi về non, về hang động, về non tiên, về cảnh này cũng chờ chúng con đến để... Ông thầy giáo ông dạy, học trò không có đến, ông dạy ai? Dạy ai? Ông nhắc chờ chúng con, nhưng mà chúng con đến có 1, 2, 3 không được, 4 không được, 6 mới được. Vậy đó. Chứ không phải là vì cái người này, vì cái trò này, vì trò kia, vì trò nọ đến để rồi ông thầy ông mở lớp. Không có đâu. Trường học hè cũng vậy, muốn mở lớp thì chủ nhiệm hay tất cả các vị phải hội họp lại giờ nào cho phụ huynh học sinh hay, rồi học sinh đến như sau, chứ không phải là muốn mở. Ngài tận thế rồi, Đức Huỳnh Giáo Chủ không được bình an đâu. Ngài rớt nước mắt. Rớt theo Ngài là người Phật. Đức Thầy, Đức Phật Thầy rớt theo các cấp, chứ không phải rớt mà khóc như mình đâu, không có. Giọt lệ của Ngài là trời mưa. Sự đau khổ của Ngài là đất thảm. Sự buồn khổ của Ngài là trời buồn. Có hiểu chưa? Ngài cho thì Ngài phải nói ra để cho thầy trao đổi với tất cả quý vị. Thường thường trong cái những bài sách thì nó có học mà biết là thường, không học mà biết là đường. Thánh nhân ta không có học, nhưng mà ta đã học nhiều đời rồi. Ngày nay ở đây đó, ở tại cái lãnh thổ nước Việt Nam của mình, có Phật, có tiên, có thần, có thánh, có các cấp các vị hết. Thánh nhân hiền triết, bậc trí cao, trí thấp, bậc không trí, bậc bi trí dũng có hết. Mình ở đây mình thấy trong cái chỗ mình và mấy vị này thôi, ngôi nhà mình thôi, làm sao mình biết được? Mình phải ra. Đi ra cho có cái ánh tuyết hoặc cái không khí của trong cái vũ trụ. Để mình ngồi xe nè, mà mình còn muốn ngồi ngoài để cái hướng gió mà. Con người mình mà vú ở trong đó bịch quá đó, cũng không tốt. Người tu phải đi. Đi để học, đi để hành, đi để tìm hiểu, đi để giúp đỡ, đi để thấy rõ ràng. Tai bắt mặt mừng, đông sông Tây đục, không mờ ám mê tín, không sống chật hẹp nữa. Chúng ta sống rất là rộng, nhưng cái rộng của chúng ta có giới điều kiện. Lòng từ bi của Phật dạy cũng có giới điều kiện. Không phải từ bi dọn hết nhà cửa đem cho người ta. Ta lại ta đánh tàn sát gia đình của mình. Mình không có cái gì để ta đánh chết hết trơn. Đó là từ bi sao? Hỏi. Rồi hãy mà cái người mà ta ăn chay, ta biết tu, ta trả lời lên thì cái người kia chấp, cố chấp mặn chay. Ngài Bồ Tát Thánh Sĩ có nói, ăn chay rồi mà còn này kia nọ, còn chứ. Còn, mình còn ở đâu? Còn một ngày sống ở đây thấy biết rõ ràng, can thiệp qua nội vụ, có đúng không ạ? Chứ sao không còn? Mình còn thì còn tất cả. Mình đầy đủ cái đức độ can thiệp để tiếp tục cái chương trình. Mình đi cho nó suông, mình về cho nó tới chỗ. Như thế hôm nay thầy bình luận rất là sâu, nghe đi. Đừng có trông như tất cả các vị mà đi hoài đó, mà bị mấy cái bóng nó nhập nó mượn. Đi người ta chết rồi ta còn bóng, người ta đâu có hình. Chứ đừng có nói bóng đồng, vậy cũng tội nghiệp cho người ta. Rồi có nhiều vị chiến sĩ chết ở ngoài đồng bưng biển, mà chiến sĩ đó không có tuổi tên chiến sĩ, làm biến không có hiên ngang để cầm súng để mà bắn đi diệt thù của quốc. Vị đó là vị bình thường, còn vị mà diệt thù của quốc, chết trong trận chiến gì đó, thần ta nhận hết, hiểu không? Nói cho rõ. Còn vị mà cứ muốn về với vợ con đó, chiến tranh còn, thủ trưởng chỉ đường lối cho mình nhưng mà không co đầu đút cổ, không dương cung bắn nhạn, không biết gì hết, thì chiến sĩ đó sau này về tức á, mượn cái xác đó để làm phước đức. Chết ngoài đồng đó, đó vậy. Bóng là không có hình. Thì lên đây muốn ngồi là chặt hết trơn này còn, chặt hết để nghe. Nghe rồi bỏ. Nếu không bỏ đó, kết thúc với sư phụ. Con sư quỳ tại đây, chết, sống, còn nói tôi nguyện sư phụ biểu tôi chết biểu hồi nào. Mình biểu mình đó, mà mình không nghe, mình nói dối, nói dốc. Lên núi đi, thầy rầy bằng cách nho, nhã, lưỡng toàn. Thầy rầy một cách bằng chữ, nghĩa, đâu đó, chứ thầy không có rầy tất cả mọi người bằng một cách phàm nữa đâu. Vì chúng con còn phàm, thì đây cái phàm nữa thôi. Còn bây giờ thôi, kết thúc. Phải cố gắng nha. Cố gắng, cố làm. Gắn phải gắn liền với cái sự thực tế của mình. Đừng để mất mát, uổng. Đối với vợ con, rất chung thủy, hiền lương. Gánh nặng hai vai, vì mình có bổn Phật. Về gia đình của mình biết mùa Vũ Lan này thầy đem ra để nói chuyện với mình, thì mình sẽ làm bằng cách nào trong cái mùa Vũ Lan tháng 7 này? Ăn chay hết trơn luôn. Có nghĩa là dạ thưa không có chay. Một ngày thôi. Một ngày thôi. Đợi tháng 7 mới ăn sao? Tu rủ ren đó, hồi xưa thầy có cho bài lô tô đó. Nhưng mà được, bây giờ chùa truyền với nhau, truyền nhau đi chùa, chị đi lại đó rồi nghe Đại Đức nói đó. Các vị sư cổ nói đó, mình về tu tốt lắm. Nhưng mà không tu ngày à, 2 ngày à, 3 ngày à, vậy đó thì uổng phí. Mà các ngày đó người ta đạt được vì người ta có công, người ta ngồi, người ta nói chuyện với mình, người ta giảng. Còn mình lại bỏ rơi, tất nhiên là mình mang tội. Người đó không có mang tội, trong chùa không có mang tội. Còn thầy không có quan tiếc. Nhưng thầy sợ muộn. Trong một thời kỳ giờ chỉ cho có 1 ngày à, sợ muộn. Tội nghiệp cho tất cả mọi con, mọi người, mọi anh em, mọi chúng sanh, mỗi nhân loại, mỗi đồng chủng, mà Đức Giáo Chủ gọi là chủng. Uổng. Cái tay mình mà lỡ một chút, cha mẹ mình, vợ con mình đem đi khóc lóc. Vợ mình bị, con bị, mình khóc lóc. Huống gì hôm nay mình còn mà mình không giữ được cái bộ tay chân của mình, cái thân người của mình hết trọn vẹn trong 1 ngày. Đừng nói gì, nói cái cùng mằng, nói cái thô kịch của trò và thầy mình nè. Mình ra mình bầm ớt, bầm xả nè. À, đừng nói gì cái tiếng mà học của người ta hết rồi. Nhưng mà mình khéo, mình bầm. Mắt ngó ngay xả, tay phải dịnh như thế nào, cái dao nó xuống. Giờ đó là giờ tu đó quý vị. Còn cái này không có đâu, mắt thì ngó kia chỉ nói nào nào, anh đi nào gì đó, công chuyện bầm cái xả. Thì tất nhiên mình chặt tay mình, có đúng không ạ? Nói vậy thôi, không có gì lạ. Phật có biểu không? Có không? Phật có nói rằng trời ơi, ngày nay tôi xui quá, tôi chạy mà không có xui gì đó. Tại mình đuôi ấy. Mình có thấy đường. Ngay bây giờ trong có một ngày này, nó diễn ra không biết muôn trùng dạng ải nào cái sự việc tu của chúng ta hết. Cũng còn trật, ráng cố gắng cho nó vừa khích, đừng để sửa hoài nó không tốt đó, vậy đó nha. Chứ không phải là mình nói được thì cũng đang nói được, phải làm từ từ thì bước tới. Thầy được bước hai bước rồi, kêu quý trò bước theo một chút, chứ thầy không có đi tới đích đâu, chưa đi tới đích đâu, hiểu không? Phải ráng. Nhưng có thể được, vì con trâu này đó có thằng này, có thằng này nó cởi, có thằng chăn trâu, còn con trâu quan đó thả ra rồi, tuy nó có dàm, có dàm là mình quy y tam bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là có dàm. Nhưng mà có dàm rồi không có thằng này nó giữ thì nó cũng ra nó ăn bậy bạ đó. Vậy đêm thanh tịnh thì ngồi luân gian, hỏi đi trò chừng nào mang nhiệm chốn trần gian. Chừng nào thầy về ở nơi đây cứ nói chuyện luân bàn, sớm đầu tắt chiều về mặt tôi. Thương đồng đạo thì mới dẫn đường chỉ lối, mến tình huynh thầy mới hỏi mới rầy. Cuộc hành trình bốn phía đông tây cùng nam bắc, muốn sum về về một cội. Ăn cái gì, làm cái gì, hưởng cái gì mà thầy lặn lội chốn rừng thiên hay ngõ nẻo nào sâu, cũng đi tìm để thấy ánh đảo màu. Cảnh u tịch, cảnh không thảm sầu, mình siêu mới được. Thì tính lại đó, bao nhiêu năm tháng dạng dài không được, thì ta hỏi lại trò còn muốn vượt nữa hay không. Từ đây muốn đóng cửa thuyền lòng, để cho rảnh nợ non bồng cành tiên. Còn ở mãi còn gây phiền còn khó khổ, đó là một con đường giác ngộ, nghe chưa. Sớm ôm nhắc nhở đại thừa, nhắc câu ân tự, nhắc vừa lòng dân. Khuyến đạo đức chuyên cần như một, ngài khuyến tu tót hột mồ hôi. Dạy chúng sanh chúng mày thả trôi, không có chịu trì ngồi kiềm đau. Điểm thanh tịnh núi rừng thầy chưa vào, thấy chưa trò Hòa Hảo nhìn đi. Sớm chiều học Phật tu mi, thầy rơi nước mắt từng đi cùng năm. Chúng sanh cứ tưởng sai lầm, uất hận, nhưng thầy xuống đây thầy quá trần mưu đồ. Phá trận này để đem đạo đi vô, vô đài Phật, vô đài tiên yên tình. phá trận đồ này, đừng để người chúng nịnh, đừng để họ tham lam giống nồi rồi họ dình qua sông. Gỡ tay bớ bớ đau đồng, ai còn ngu muội trên dòng sống phải chìm. Thầy nhắc nhở mà, trong cái nguồn tim của đạo đem lý chân hoài bão vô cùng, nhắc đạo đồng sống được hòa chung, phải vui vẻ để cùng chung học đạo. Mình còn sống một ngày là hoài bão, tại sao phí lạng vậy người? Mình người đạo gì đâu. Nay mai có héo quá sâu, ta nhìn thấy được địa cầu khô khan. Mới bình luận, đừng để dở dang uổng lắm, xin Đức Phật Thầy rồi mà, các vị rồi mà, để gọi tắm nước ma ha. Vì con còn ở trần gian, còn đang chung đụng với người ta dữ dằn, cho con xin nước tịnh đi, để tắm gội lòng được sang bằng. Một ngày cũng danh dự, một ngày cũng yên. Thầy ơi nơi chốn trần miền, con đang lãnh đạo bơ thuyền sông mê. Chiếc thuyền rách người chê kẻ chán, đâu có phải thuyền giàu mà ta đem bán ở đâu. Thuyền nghèo lố lót đôi câu, nhìn như một ông lão tóc râu bạc dài. Khổ khổ lắm trần ai nên thức, ta thở than hôm nay hơn triệu ức vàng châu. Vậy mà người có rõ được đôi câu, đang bôi xóa trên đỉnh đầu ngài phú vàng. Cứ đua chén đi theo bè bạn, không rõ được thầy mình, không biết biển càng non măng. Học thì phải ráng thường hằng, đem ra mà giáo lý khó khăn phúc cùng. Thấy chưa? Như Đức Huỳnh Giáo Chủ, một vị đại lực đại hùng, tung mây lướt gió muôn trùng thiết tha, xuống đây dạy hết trần gia. Xong rồi ngài biết ẩn trong kỳ ba khốn nạn, tại ngài biết, ngài mặc hà bế pháp không được thở than. Ngài tạo điều kiện chống trần gian khuyến đời. Tất cả các cấp về rồi đó, ba gia ba tánh chúng sanh ơi, nhưng còn thương xót mơ mượn lời trần nhớ. Về đi phải nhớ tôn thờ, một ngày mình sống hiện giờ rất nguy. Mau mau nghĩ lại lẽ đi, một ngày mình tồn tại thì mình niệm A Di được thành. Ráng cố gắng, đâu có công danh gì nữa. Chỉ có một ngày mà mình không có cải sửa được tâm của mình, thì hỏi làm sao mình đứng ra chống sân trình làm vĩ đại, để rồi sinh rồi so. Làm việc bậy, dối gian mình bỏ, làm cho con người mình mất cái ngõ đường đi. Ngồi buồn ráng nghĩ ráng suy, con đang thất bại trong kỳ rồi thôi. Thầy ơi, thầy cứu vớt để con trôi, thầy đưa con về bến Phật để con ngồi được yên. Muốn tu trở lại Đại Liên, nhưng mà nghiệp ma lực thường xuyên nặng nề. Thầy ơi, thầy đừng bỏ con, thầy cứu con về. Vai con mang chuỗi ngọc bồ đề không xa, thầy ơi con gần quỷ gần ma, thầy hộ con trẻ biệt xa một ngày. Tịnh đi tất cả quý đồng đạo, anh em, ba gia ba tánh ngày nay. Đâu còn gì nữa mà bộn bài kêu gian, chỉ còn thở rồi than, chỉ còn ngồi bình luận gian nan một mình. Biết rằng Phật sắp mở sân trình của ông Di Lạc, nhìn mình không sai, nhưng sống được không? Bớ gái cùng trai, bớ nam cùng nữ, ngày nay ráng nhìn. Hay là chúng ta sống trong màn lưới vô minh, trước mắt người đó mà không nhìn thấy chưa? Chứ bây giờ vào lúc ban trưa hay buổi chiều tối mất mà thầy chưa có an nhàn. Nói như thế đó mà chúng còn chửi mắng nè, chúng còn nghênh ngang, thì cái đồ vô đầu vô vị sẽ bị phi tan ra rìa. Thì ở đây một lát, hay một chút, hay một ngày rồi thì gì? Ở chi mà đắm lị rồi canh khuya tuyết chiều. Ở đừng khuyến, đừng sinh, đặng giảng, đặng nhắc ít nhiều cho người tỉnh dậy, đừng để quan liêu thầy buồn. Mình tu học đó, mình cũng như người cuồng không có trí, nhưng ở bên trong nó sáng tỉ hơn bóng đèn. Ở bên ngoài mờ ám cảnh đua chen, như ta không biết, ta không đợi ai khen ai tặng, nhưng ở bên trong sáng trưng ta dặn đừng phạm lực trời, mình sống đặng nghe chưa? Bên trong xóm muối chiều dưa, ăn gì cũng được, xóm mi trưa mình còn. Ở bên trong mình dặn nhé, mình dặn, mình nói rằng phải nhớ nghe con, mình tu phải nhớ chiều loàn mới hay. Ở bên trong chúng ta có phương Đông, phương Bắc, phương Tây. Nhìn đi cho kỹ rồi sửa xây trò. Chỉ có một ngày mà mình lại nằm co, ngủ khì, ngủ khẩn, rồi lo nổi gì. Uống ăn chất độc ly bì, nó đang giết chết vậy thì tâm linh. Bỏ hết thảy đi, đừng nhìn nó nữa. Đem cái dục thân này mình tắm rửa sạch ngần, ti nghèo nàn bẩn áo nhà bần, trong tâm sạch như thánh thần tiên đó. Mình hiền lành trời đâu có bỏ, nghe đi trò rồi sự có chứ không. Nơi này thầy đã đợi trong, chờ con đạo đến như chợ bông hồng nở ra. Chờ đồng đạo đấy chứ, thiết tha tha thiết mà chờ chúng con nó phải biết chân tu. Đừng đi chơi bẩn ngao du, lem dơ thể xác rồi tầm tu được gì. Phải cố gắng để kiên trì nhẫn nhục. Dù thân thể của ta có ngã gục ở bên đường, có Phật trời, có Bồ Tát mến thương, khiến người cứu mình trên đường tai nạn. Nghe đi trò có một ngày mình có hạn, ráng tĩnh tâm mì thường nghe các bạn thơ sinh. Con người ai cũng mình, con người ai cũng như mình không sai. Cũng yêu thương nè, cũng mến phúc nè, cũng đắng cay nè, cũng lo nè, cũng khổ hằng ngày như như. Thấy chưa ta hỡi như người, nhưng ta quanh lại đại từ học trao. Con người không biết mình thương làm sao quá xa. Còn bạn đồng tu mình biết rồi đó, mình ân xá vui cười. Thương những người phước đức chẳng có dư, mà hớn hở kể như người cao cả lắm. Chết không biết một ngày còn mua sắm, chết không hay nghe trò còn gội tắm nước dơ. Tình thương vô bến vô bờ, rừng buồn đêm nọ thì nên thơ dài đời. Nói không nóng nói dài, nhưng nhắc lại đời ơi, thì mình năng khiêm tốn trong đôi lời này đấy. Biết sự khổ nhưng thầy hay quần chúng không rõ, lẽ nào đâu ta bỏ ta về. Còn ở chỗ này là chỗ đam mê, sáng ngu muội chiều về say sưa mai. Thầy buồn thảm bớ trai cùng gái, nói với ai giờ, nói với rau cải cỏ cây. Thấy chưa danh dự của thầy, bần hèn khốn khổ rồi phút giấy trò nhìn. Nếu chúng con có nhiều đợt kiếp đó, có đức tin, có lò bếp sưởi trong mình mới thông. Còn người không biết như thể cuồng ông, cứng đờ, cứng ngắc như cái tầm giọng dục rồi. Nghe thầy nhắc đi. Đặng mình làm tôi cho Phật. Về nhà đi con, đừng có trật một gem. Hiếu cha mẹ, thương anh em. Còn mình với vợ phải thủy chung ngày năm tháng. Con có lỡ đông mình đừng có chán. Nó là tiểu tắc của mình đó nha. Mình dạy cho xứng đáng làm người. Đó là phước đức được dư. Hôm nay thầy kể tâm tứ ác ao. Nhìn thầy đi nè, sắc diện chớ bào hao. Thầy đâu có gì hở đạo, chỉ có trao lời lành. Con ơi thầy đã tái sanh, nhiều đời thầy trở lại tìm mối manh nam đường. Chúng không biết á. Chúng đâu có thương thầy tổ. Tưởng thầy cộng rau mà tưởng cộng rau ngổ á, phải không? Nhắc quăng. Chứ cộng rau tiên ăn được tròn trăng, rất ngon ngọt săn bằng mắt lắm. Về đi đạo con ơi, gội tắm bụi không cùng này rồi ớt dấm chúa cay. Lừng si kim cố hằng ngày, coi thầy có nói bậy không trần ai đáng thương. Không có đâu. Lúc nào thầy cũng giảng tình thương, thương nhân, mến vật trong đường gian nguy. Thương người từng bước chân đi, sợ người suy sụp rồi đi nào đàn. Thương chúng sanh, thương bá tánh, sợ dở dang. Trong cuộc thi kỳ chót không được luận bàn cùng ai. Mình có mất rồi đó, thì hồn linh mình cũng vẫn kề vai. Cũng gặp được Phật Dương Di Lạc, cũng lên đài tân dân. Rồi mình trở lại trong kiếp hồng trần, mình người tuổi trẻ ân cần học tu, ráng cố gắng đi. Đừng để ở tù nha đạo. Ra đi con, đặng tai thảo gặp thầy. Ra đi trò, thì chỉ hướng đông tây cùng nam bắc xâm vậy có một. Ra đi con, mình làm rường cột chống dựng cô đồ nam bắc lại tây đông. mình ra như thế. Công đồng cũng như cây cột ở dòng sông kia kìa, ra vững chắc. Không có nói lia nói lịa nói tầm bậy với thầy rồi đâu có. Mình mang tội suốt đời, vì thầy mình đâu có lạ lời. Dài mang chuỗi hột còn mở lời của tiên. Thầy đâu có nói láo, nói sượt, nói lị, nói phiền, nói giúp người đạt đạo rồi bình yên được nhờ. Hôm nay trong buổi về khuya đó, chúng con có thấy chỉ có một ngày này có khác hẳn không? Khác hẳn nhiều đó, phải ráng học nha, phải ráng học. Đừng có hở con lại thầy, con nại thầy, dạ quỳ đồ này cái nọ. Phải quỳ, phải dạ, nhưng đó là một cái lễ phải có phép tắc mới được. Mình đi xin đơn, mình không có giấy phép ai chứng cho mình, có đúng không ạ? Mình học đạo mình cũng phải có phép tắc, nhưng vừa phải thôi. Đó, như thế đó, để mình lấy cái sự bình đẳng trung minh để ăn ở đời. Sự sống trong một ngày mình có giá trị, trong một ngày ai cũng thương hết. Đứa con mình mà trong ngày mình đi đó mà nó lỡ nó xin tiền, để cha móc túi coi cha còn không nha, cha cho con nè, nè con đi học con cố gắng không, cái một ngày đó mình chết trời, cha tôi còn cho tôi được đồng bạc mà dặn tôi này kia nọ nha. Còn trong một ngày mình chỉ đứa con lỡ xin tiền mình, cái mình đá nó, đá tán nó bập tay, quánh văng đầu kia, đi học lo, đi học đi xin tiền hoài. Đó là thầy bình luận nha, có đúng không ạ? Thì mình đã chết trong cái ngày đó. Nó nói chết đến, nó độ đâu có tới cái cây mầm non của nó mà nha, phải chi cái cây cổ đó, nó bằng mình này kia nọ, nó độ tới, nó không biết cái nó nói vậy. Thì bởi vì thế một ngày mình thấy chút xíu đó mình đã trật rồi đó. Nói ngọt cái nó, con đi học đi, bữa nay ba hết tiền rồi, chiều ba đi kiếm tiền, ba đi chạy xe ôm hay làm gì đó là ba cho con nha, hay là mẹ bán, hay là mẹ đi làm gì đó. Như thế thì trả lời câu nói đó là câu nói nhân từ, đức độ, đức hạnh. Sự sống của chúng ta rất kém, rồi sự sống của chúng ta rất cao. Sự sống của tất cả đồng đạo không tệ. Nhưng mà ráng cố gắng siêng năng, vì trong những quyển kinh pháp nào cũng có để là tuệ năng, có nghĩa là mình siêng năng đó, mình có cái trí tuệ. Tuệ năng có nghĩa là mình không có lười. Mình lười mình không chuyển được cái bánh xe này đâu, mình không chuyển được cái tàu vũ trụ này đâu, mình không chuyển được cái thuyền nam mình đi đâu. Vì mình yếu, mình lười, rồi mình mê man gì đó, mình bơi không nổi chiếc thuyền của mình. Còn mình mạnh dạn lên bơi đó, thấy không? Gọi là tuệ năng. Không làm quá sức. Nghe nói cái về làm trên 24 dưới 24, để mua cây tủ, mua cây bàn, mua cái này, mua cái kia, có đúng không ạ? Không nên. Cái đó nó cướp đi cái thể xác mình trong một ngày mà mình đã tiều tị không hay. Còn mình làm giờ nữa, nhưng mà cái giờ đó nó nhẹ, con hiểu không? Nó nhẹ, nó không có bá vào cái này, mà cái giờ đó để mình làm cúng dường tam bảo, cho bà già vợ một chút, cho em chút, nó bệnh nằm bệnh viện. Đừng hổng nó chửi con, nó chửi bữa nay nó hết chửi rồi nè, nè nay nó nằm bệnh viện, mình cho nó đồng bạc đi, trời ơi nó mừng quá anh, nó kêu mình trở lại bằng anh. Hổng nó kêu mày nha, nó hay lắm, nó sửa lại nó kêu bằng anh liền cấp kỳ à, mình cho nó một chút nha. Ông Thánh nói, ông Thần này nói, trong đất nước của chúng ta, ông là anh hùng số 1, không tha thứ giặc. Hiểu không? Tha thứ người, ta biết cãi hối anh ăn, còn giặc không tha, phải giết. Không chừa, chừa nó lem phủng ở trong sơn hà xã tắc của ngài sao? Đó, rồi hiền thần Nguyễn Trung Trực đây, thầy nôm na, học lóm, đi xuống tận nơi rồi đó. Thì máu đổ không để đầu rơi, không cho rơi đó. Vừa chặt xong thì ngài biết, vừa chặt thì hứng cái tay cái đầu rớt ở đây, chứ không cho thà máu đổ, không để đầu rơi, không đầu giặt, hiểu không? Cái đó là ông thà. Đây là cuộc giảng thực tế, chứ thầy không có nói như tất cả các vị thiền sư được. Và Phật hồi đó nói vô thường vô ngã này cái nọ đó, quý vị nắm không có rõ. Mà nói mình đừng có làm cái chuyện đó, sai. Trước khi mình làm mình phải làm cách nào? Vì tất cả các ngài đưa cái lý đạo ra đây để dịch Việt. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng dịch bằng tiếng Việt. Thì bây giờ thầy cũng phải học theo Đức Huỳnh Giáo Chủ để nói ra luận bàn bằng tiếng Việt. Sát thân ta cũng ngừ trần, hồn linh thầy mượn, xa gần phải đi. Đó là cái câu bình luận của mấy ngài đó. Hồn linh mượn cái hồn tâm linh của mình đó, để mà truyền lại cho. Nếu mà ở cái xã, ở ấp, ở cái làng nước của mình mà nếu mà bên ban thông tin không có cái ống lo thì ta đâu có nghe, có đúng không? Phải có cái ống lo. 7 giờ lo ăn chút đó. Hồi đó Phật giáo đúng 4 giờ chiều là có đọc giảng rồi, nói như vậy đó. Rồi sau này có lợi nữa, từ từ sau này cái chiều cái nghe đọc giảng, nghe kinh, nghe sám sáng, nghe này kia nọ, không còn có cái sự mê mẩn nữa, thấy chưa? Ta ru á, ta hát cái mình á, ta ru hồn mình, ta nung nấu cái lò sưởi bên trong cho mình ấm áp lại cái tình thương, để mất mát này kia. Vô tình mình phụ bạn phản thầy, tội đó không có tha, ghê gớm lắm. Bất hiếu cũng không tha, bất trung cũng không tha. Kỳ này lập đại phong thần kỳ thứ 3, lập lại phong thần kỳ cho. Tất cả các vị này đều vô hết, vô tên hết. Hãy trung là có người tới biên. Rồi hàng ngày ta theo, ta gìn giữ có cái vị này có xứng đáng lên cấp bậc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Vừa tu thần đó quý vị. Nam. Đó, thấy chưa? Người ta đào tạo lại cho cái cuộc đời xã hội mới, thần tiên mới, dân mới. Ông thợ hồ, ông chị đỡ, bác sĩ, kỹ sư, làm một việc gì cũng là của ông Phật hết, không có của ông nào hết, của thánh. Ngày đó đâu còn nói dạng nữa, ca tiên thôi. Đức Huỳnh Giáo Chủ hồi đó cũng ca tiên đó, ca tiên hát Phật ở trên rừng. Vậy thì sau này chúng ta đã thấy sung sướng rồi. Nhưng bây giờ nói vậy chứ khó mò mà ra. Học bổng không dễ, học ngoan không dễ, học sinh tốt không dễ, thấy không con? Phải chăm chỉ học bài. Đó vậy. Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình muốn mình học bổng, muốn học bài thì mình sẽ bỏ. Mình bỏ. Và thưa thầy bỏ sẽ được con phải. Đã nói là một ngày là mình đã. Thì mình bỏ trong cái thời gian ít thôi. Mình chiếu ngủ quẩn thấy được mình như thế nào để mình sửa. Chẳng lẽ trong một ngày con luống ai hoài không còn ngớ biết gì nữa hay sao? Thấy không? Một ngày mà biết đó là một năm, một ngày mà biết là một đời đó. Thật sự có một ngày thôi. Rồi một ngày không biết đó, không biết chết đi sống lại mấy lần này cái nọ, chữ lộn đã, nói láo đã, ra ngoài kia làm này làm kia, hứa tùm lum tà lá hết nha. Cái họ hứa là họ của ai vậy? Không dám nói câu đó. Lê Trào Nguyễn Chúa. Chúng ta sống trong cái nước Việt Nam anh hùng, anh dũng, tốt đẹp nha. Mình cố gắng để mà mình làm cho đến mức độ tối cao nha anh em. Cùng là có tất cả các vị nào rơi vào nghe đó thì phải đáng cố gắng chiêu tập lại mình trong một ngày sự sống sót của mình thôi, chứ không có tới 2 ngày đâu. Nhưng mà một ngày đó mình làm được rồi, mình sống tóc biết bao nhiêu đó, thì cái đó không có nói, mà nói chỉ có một ngày thôi. Kết thúc cái chương trình lẹ lẹ mau đi. Để trễ đò chiến chiều, ông lão được tự do. Ông bơi về cõi đâu còn ở, đâu ở dưới này mà đôi con. Ông đã soạn rồi nhưng chưa lui. Đò tiên đò Phật quá ngậm ngùi. Đợi khách đợi hoài người không biết, tưởng rằng ông lão quá dễ vui. Ông nói là ta biết hết trơn, biết hết năm châu và chỉ sờn. Bây giờ rộn rịp ôi thấy khổ, đùa chen coi thử ai được hơn. Bơi chiếc thuyền tiên đậu bên trần, đậu nhiều đời kiếp hỡi nghe dân. Không phải kiếp này đừng nghĩ quay, đậu chờ rước khách đến tân dân. Lão nói lão đây thật dạy ngu, dạy hiền, dạy thảo, dạy người tu. Khôn ngoan lẹo lửa ai mà dạy, dạy bậc hiền lành đó là ngu. Dẹp ngút mây mù cho sáng trưng, không biết mang ơn chẳng có mừng. Còn dẹo tiếng quán cho ông lão, nhưng mà ông mãi hỡi giận dưng. Buồn chi thế hệ quá khung lanh, khôn để mà chi để giật giành. Chuyện không có khó dành cho được, dành để làm gì? Để lợi danh. Cái thứ quá ngu mà cho khôn, con ếch nhảy kia sưng con chồn. Ngậm nghĩ ta đây ngồi quá sợ, sợ cho dễ ấy mất linh hồn. Tịnh tịnh đi con để tu thân, ngày đêm sám hối đặng chuyên cần. Sống nương chút nữa về thầy rước linh hồn hiền hậu chớ bâng khuâng. Thầy đã kề con biết không? Kề ở tại đâu? Ở trong lòng. Còn sanh diệt quấy thầy biết hết, làm sao ngồi giữa để thuyền trong. Thương chúng ngày nãy đã rối cuồng, không vui, không thích, chẳng có buồn. Tại sao tâm loạn người tìm hiểu? Như chùa vắng lặng mất tiếng chuông, bể khổ ngày đấy đã lưng rồi. Núi non không khích nữa bớ chúng con. Từ đấy lỡ mày không còn chưa, biển cạn non mòn tỏ như son. Than thở với ai một đêm dài, với người hiền đạo chịu trắng tay. Không sanh, không diệt, không tạo cảnh. Giả sự tu tâm như ăn mày, làm cho Đức Phật quá xót thương. Phật ở nơi đâu? Thì ở cạnh Tây Phương. Những ngày phản chiếu trong một nhắc, rồi khắp trần gian muôn vạn đường. Tỉnh dậy đi con, thầy kể bài. Coi chừng có bữa vắng trần ai, ơn trên đội mạng thị về đánh. Không còn nổi nữa lợt dạ phai. Canh khuya rộn rịp treo ở ngoài, thầy trò mà chịu đựng chưa Phật gai rừng sâu. Đắng đừng thấy đôi câu nghe ngông, không nhìn màng rồi mơ mộng đua chen. Gài như ta ở chốt then, suốt ngày ở rừng thẳm chưa đua chen. Việc gì giờ thanh tịnh thầy thì phụ vàng. Trên ban cho như biến cạn với sông hồ, mặt tình ba tánh đi vô hay là đi xuống chốn chưa nắm mồ quan du. Con thương xót thầy tu cô lự, có một mình một chữ mà thôi. Nước chảy cây đá bị trôi, còn thầy mà yên tĩnh chưa thầy ngồi buồn hiu. Không trôi nổi chưa ghé chiều bệnh lại, đặng đợi con trai gái quay về. Bây giờ kẻ sợ chứ người tề, ngày mai nó đã chưa trở về chất sân. Thầy uống lỡ mấy lần khuyên vàng, tính lại rồi chưa màng chưa nghe con. Thấy chưa sức khỏe đang mòn nửa đời mà ở lại chưa lại còn kêu ở gian. Rừng thâm thẳm buồn than không đạo, đâu có nghe ai xảo ai sự, đâu nghe tiếng của mỗi người đua chen mà xe chạy, chiều nụ cười xe súng. Theo Phật lại chứ chúng cùng rừng thăm. Ở nơi đây ta tắm nước trời sương khuya lặng lặng con ơi. Mưa tầm mà gió tả chứ gió trời ban ra. Đường nào hỡi về nhà phương cảnh, đường nào đi con sánh chứ con bì. Có đường xuông trống âm ti mà người không biết cứ ly cứ về. Ta chỉ cho không thèm trở lại. Con đường tu đừng dạy nghe tròn. Thầy đưa con đến tự do ở nơi mà bên Phật chưa chuyện trò với tiên. Lời thầy dặn rất hiền ngoan đạo. Thầy không gây sóng bão khắp ba nơi. Còn ai cứ mãi đùa chơi nói ra mà dẫm đất chớ kêu trời tội mang. Mê tiền của là than sắp nương. Chết không hay rồi dương không tường. Cứ lo ôi hỡi chứ quan ương, nằm trên mà sàng lọc chứ tưởng đường Phật thiên. Uổng công ta trao liền như cắt. Ông lão già mó mắt phải chăng, đợi lâu ông cùng chứ lòng hằng. Dạ rồi sanh tật rồi khó khăn khuyến người. Tu không tu biến lời chi vậy, tội phàm đời lấy đậy làm chi. Giờ ra rồi hãy tu đi, đem quăng, đem dục nó đi sạch ngần. Còn đậy lại là thân bị quỷ. Tội mình gây nhìn kỹ lại chưa, tội làm không sớm thì trưa. Đây rồi báo ứng như mưa trên trời. Tỉnh đi con nhớ lời thầy dặn. Chốn này đây biển vắng nghe hồn. Sự tu đừng có mê hồn, phải cho thông suốt trường tồn bên trong. Giờ thanh tịnh cái công thầy dạy. Con phản thầy nguy hại mấy đời, cứ nghe tiếng quyển đùa chơi. Bây giờ cần lắm cái đời khổ thay. Trong thời kỳ thời gian còn lại không biết là quý giá dường nào. Chúng con phải quý trọng những lời lẽ của thầy, đừng xem thường mang tội, chết rồi. Mang tội rồi còn phải bị đọa, bị phạt. Long thần hộ pháp tất cả các vị, không phải ngồi đây mà thầy chỉ nói láo, nói dối, nói dốc nói cho quý vị để ngủ sao? Hay là tỉnh dậy để nghe thầy nói chứ. Đọc giảng nghe mê quá rồi ngủ à, biết cái gì? Vậy thầy hát cho chúng con ngủ hả? Phải không? Mở mắt ra để thâu nhận những lời của tất cả các vị thánh nhân để nói chuyện với mình. Phật pháp bất dị thân, quân pháp bất dị tha. Thầy không tha thứ ai hết. Dù người đó người thân không có thân, người đạo, người tu không có thân bằng quyến thuộc. Đức Phật đi tu đâu có đem thân bằng quyến thuộc, nhưng thân bằng quyến thuộc Ngài xem như người khất sĩ, người đạo. Thấy không? Vô tình quý vị ở đây, quý vị làm cho thầy phải la lên một câu. Thầy xin lỗi tất cả các vị, nếu có nghe phải chừa bỏ, phải ngồi dậy để mở nghe chứ không có nằm để ngủ. Như thế, nếu không có lực thì làm sao làm việc? Nếu không có phép tắc thì làm sao các vị hiền thần để trị nước? Như thế thì chúng ta phải đang cố gắng. Thầy đâu có cao cả gì, có nói với quý vị mà, ăn mài hết nè, thấy không? Đem lời lành tiếng ngọt nói quý vị, nhưng quý vị động tịnh bên trong thầy nắm hết rồi. Sao? Trả lời bên trong đi. Tỉnh để tiếp thu giáo đạo truyền, nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn nguyên. Thực để trau dồi cùng kinh sử, thầy dạy cho mình ánh đạo tiên. Thực để tầm ra nẻo mình đi, ngủ hoài ngủ mãi cảnh gian nguy. Ngủ chi dạy hạ người học đầu, ngủ tới suốt năm hết thời kỳ. Tỉnh dậy đi tròn thầy giảng nghe, sớm hôm năng học chớ để vàng. Thầy thương đồng đạo ôi biết mấy, nhưng mà nhắc nhở chẳng thường nghe. Nghe ở lộ tai để làm gì? Nghe trong tâm tánh khỏi bị nguy. Tâm linh nghe được ta cột nhốt, đặng diệt lòng mình giận sân si. Thầy chẳng khó gì với đạo đâu, rỉ rên mấy kiếp vẫn còn hầu. Có duyên mới gặp thầy trở lại, lượng phân biển cả lại con dâu. Tỉnh giấc mộng rồi phải lượng phân, một ngày ta ở tại hồng trần. Phải cho cao quý thường không được, giả chỉ của mình hơn ngàn cân. Một ngày còn ở cảnh thế gian, một tia thước ngọc với đền vàng, đổi đâu có được.